Chào mừng các bạn đến với kênh Pet Stock, cửa hàng bán thuốc thú y, thức ăn và phụ kiện thú cưng. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một loại thuốc hỗ trợ kháng viêm có tên là Đề Sa. Cái này là thuốc kháng viêm kinh điển luôn các bạn, từ xưa tới giờ hiệu quả rất tốt cho nên người ta xài hoài. Đề Sa, đầu tiên mình xin giới thiệu về các chứng chỉ trong ngành thuốc, giống như là WHO là World Health Organization, là đạt chứng chỉ của Tổ chức Y tế Thế giới. GMP là Good Manufacture Practice, là thực hành sản xuất tốt. Mấy cái này là mấy cái chứng chỉ trong ngành dược. Tiếp theo là cái thuốc Đề Sa này, là nó có tác dụng thuốc kháng viêm hiệu quả trong các bệnh nhiễm trùng, phối hợp tốt nhất với kháng sinh. Ok, có nghĩa là nó không có xài một mình. Thường thì trong các bệnh về viêm phổi, viêm khớp, ngoài các bạn có thể chích thêm Đề Sa này cùng với kháng sinh như là Tylosin, Chlorpenicol, Doxy, Amoxicillin, rất là tốt. Tiếp theo mình sẽ coi hướng dẫn sử dụng cái này bằng tiếng Anh. Bạn nào giỏi tiếng Anh thì coi bằng tiếng Anh. Mình sẽ kiếm tiếng Việt mình coi. Thành phần gồm có dexamethasone, propylene. Ok. Tiếp theo mình sẽ coi công dụng. Công dụng là chống dị ứng, stress, viêm do nhiễm hoặc không nhiễm trùng. Liều lượng và cách dùng: ngựa, trâu, bò thì 5 cho tới 15 ml, ngựa con, bê, nghé, dê, cừu, heo thì 1 cho tới 2,5 ml, chó là 0,12 cho tới 1 ml, mèo là 0,12 cho tới 0,25 ml. Đường tiêm thuốc: tiêm bắp thịt, tĩnh mạch hoặc dưới da ngày một lần trong 1 đến 3 ngày. Lưu ý không dùng quá liều quy định, phối hợp với kháng sinh trong điều trị các bệnh nhiễm trùng. Đặc điểm: heo, trâu, bò, ngựa, dê, cừu, chó, mèo chống dị ứng, kích thích cơ thể, gia tăng phân giải gluco nhằm chống stress, chống viêm trong các bệnh nhiễm trùng hoặc các trường hợp viêm không do nhiễm trùng. Chống chỉ định không dùng cho thú mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Thời gian ngưng thuốc: thịt, trâu, bò, ngựa 8 ngày, heo, bê, dê, cừu 2 ngày, sữa là 72 giờ. Ok. Đây là cái chai thuốc ở phía bên trong các bạn. Bio Đề Sa. Ok. Nắp còn nguyên, chưa có khui. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.